Cuộc tranh luận xem ai mới là kẻ vĩ đại nhất đã chính thức chấm dứt. Phần thưởng cuối cùng cũng đã thuộc về bộ sưu tập vĩ đại của anh ấy. Sự kế thừa đã được trọn vẹn. Đó là những gì FIFA viết trên bài đăng Twitter của mình về người đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết World Cup 2022 và là huyền thoại của bóng đá đương đại thế giới, Lionel Messi. Có lẽ đến cả trong giấc mơ tồi tệ nhất, tổ chức quyền lực tối cao của bóng đá thế giới cũng không nghĩ rằng mình sẽ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều đến thế. Tuy nhiên, đó lại là điều xảy ra với họ ngay khi thực hiện bài đăng này. Cụ thể, sau thời điểm nội dung trên được đăng tải, đã có rất nhiều người hâm mộ Cristiano Ronaldo lên tiếng phản đối một cách dữ dội, thậm chí công kích FIFA bằng những lời lẽ tồi tệ nhất ở phía dưới phần bình luận. Nhìn qua thì có cảm giác người hâm mộ CR7 đang cố gắng cứu vớt danh dự cho thần tượng của mình, một tấm gương lớn cho họ về tinh thần cầu tiến và khát khao chinh phục những đỉnh cao dù đã bước vào sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu xét kỹ hơn, phản ứng dữ dội của đại đa số fan ảnh 7 nhằm vào bài đăng này của FIFA hoàn toàn có thể được thông cảm, bởi lẽ nó đã động chạm khá nhiều vào lòng tự tôn của họ, cũng như thần tượng Cristiano Ronaldo. Đúng là Lionel Messi đã vô địch 3 danh hiệu hàng đầu trong màu áo đội tuyển quốc gia, qua đó có thể giúp anh trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới như lời FIFA nói. Tuy nhiên, việc ca ngợi anh một cách bất chấp, thậm chí cho rằng cuộc đua vĩ đại nhất đã chính thức chấm dứt như cách FIFA đang làm, thực sự là một điều gì đó khó có thể chấp nhận được, nhất là với những người hâm mộ của phe đối diện. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, khi các thông tin về việc Cristiano Ronaldo chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ Al Nassr của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, có cảm giác bản thân Cristiano Ronaldo cũng đã công nhận những gì FIFA nói là đúng. Giữa anh và Messi, có lẽ chẳng còn cuộc tranh cãi hay tranh luận nào về việc ai mới là kẻ vĩ đại hơn nữa rồi. Cách đây hơn một năm, khi Lionel Messi rời khỏi Barcelona để chuyển đến Paris Saint-Germain, một đội bóng thi đấu giải vô địch quốc gia ít cạnh tranh như của Pháp, người ta bắt đầu nói về sự nghiệp của Lionel Messi đang đi vào ngõ cụt, thậm chí thụt lùi hơn rất nhiều so với kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo. Bởi lẽ CR7 khi đây có thể chuyển đến một bến đỗ chất lượng như Man United tại giải đấu hấp dẫn bậc nhất hành tinh, ngoại hạng Anh, với vị thế của cỗ máy săn bạt hàng đầu thế giới. Không thể phủ nhận PSG là một đội bóng có tiềm lực và là đội bóng hàng đầu nước Pháp ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu xét tới việc cho tới nay, xứ Lục Lăng mới chỉ có 4 đại diện lọt vào tới trận bán kết của một kỳ Champions League hay Europa League, chúng ta vẫn có thể cho rằng Ligue 1 vẫn chưa phải là một giải đấu xứng tầm ở hàng đầu lục địa giả. Thêm vào đó, PSG cũng thường được xem là một địa chỉ dưỡng già uy tín cho những cầu thủ hàng đầu thế giới đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp nhưng vẫn muốn thi đấu đỉnh cao như trường hợp của David Beckham. Vì vậy, việc Messi chuyển đến thi đấu này chẳng khác gì một lời tuyên bố rằng anh đã đầu hàng trước Cristiano Ronaldo rồi. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của năm 2021. Còn ở năm 2022, tức là chỉ một năm sau ngày Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đến với hai đích đến khác biệt này, số phận của họ cũng đang rất trái ngược nhau. Lionel Messi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, thậm chí đang nhắm đến những danh hiệu hàng đầu cùng PSG, đặc biệt là Champions League, sau khi đánh bại chính cậu đàn em và là đồng đội ở sân công viên các hoàng tử Kylian Mbappe trong trận chung kết World Cup trong mơ vừa qua. Còn Cristiano Ronaldo lại đang đi tìm thử thách mới ở tít tận vùng trời phía đông, mà cụ thể là Ả Rập Xê Út. Có cảm giác cậu ta đang đi xin việc ở tất cả các đội bóng tham dự Champions League vậy. Đó là lời nhận xét đầy mỉa mai và cay đắng của chủ tịch Eintracht Frankfurt, nhà đương kim vô địch Europa League mùa trước. Thực vậy, Cristiano Ronaldo đã tìm mọi cách để rời khỏi Man United sau khi đội bóng này không thể giành được tấm vé quyết định đến chơi tại Champions League mùa giải năm nay. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa gây đau đớn cho người hâm mộ Man United bằng việc để có thể rời khỏi đội bóng này, CR7 sẵn sàng thực hiện một cuộc phỏng vấn đầy tai tiếng với Piers Morgan, một cổ động viên nhiệt thành của đại kình địch Arsenal và là người ghét Man United ra mặt. Một hành động có thể được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh tại Old Trafford. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày tăm tối của Ronaldo. Chưa đầy một tháng sau cuộc phỏng vấn tai tiếng đó, CR7 của đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết World Cup 2022. Họ thất bại trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Maroc, một đội bóng mà theo giới chuyên môn trước trận là chẳng có cửa nào để đánh bại Azerbaijan. Tuy nhiên, cơn ác mộng đó lại trở thành sự thật. Cristiano Ronaldo chính thức từ ngưỡng cửa thiên đường xuống địa ngục, khi từ vị thế của một cầu thủ hàng đầu thế giới đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ của bóng đá đỉnh cao châu Âu. Cuối cùng, anh phải cam chịu trước sự tàn nhẫn của số phận và lựa chọn miền Trung Đông đầy khắc nghiệt làm bến đỗ cuối cho mình. Quả là kết cục buồn cho cỗ máy săn bàn hàng đầu châu Âu một thời và là chúa Sơn Lâm luôn khao khát chứng tỏ bản thân như CR7. Và một lần nữa phải dùng từ nếu, Cristiano Ronaldo bớt đi chút tự kiêu của mình, có lẽ anh vẫn đang giữ được chỗ đứng của mình trong lòng người hâm mộ, đồng thời giữ được tinh thần của mình cho World Cup thay vì tập trung quá nhiều vào việc tìm bến đỗ mới để rồi bị phân tâm ở giai đoạn giải đấu diễn ra. Nếu như anh bớt đi chút tự tôn đến phần huyễn hoặc của mình,
có lẽ SR7 đã có một kết cục tốt đẹp hơn cho đoạn cuối của sự nghiệp lừng danh. Mặc dù ở đoạn kết đó, anh có thể không giành được một danh hiệu World Cup, nhưng ít ra, Ronaldo sẽ có cái được gọi là bình yên trong tâm hồn mình. Đây cũng chính là sự khác biệt lớn nhất giữa anh và Lionel Messi, người luôn giữ được tâm bình thản trước mọi sóng gió cuộc đời. Thậm chí anh còn chẳng thể so sánh với một cầu thủ vốn được biết đến với cái tôi cao ngút của làng túc cầu, Zlatan Ibrahimovic. Thực vậy, khác với Cristiano Ronaldo, một người sẵn sàng rời bỏ đội bóng chủ quản nếu nơi đó không thể đáp ứng được khát vọng chinh phục của anh, Zlatan luôn cống hiến hết khả năng cho màu áo mà anh đã khoác lên. Thậm chí, kể cả khi không thể ra sân, anh vẫn cố gắng chăm chỉ tập luyện và sẵn sàng ra đi trong bình lặng mà không làm phiền đến bất kỳ ai. Ít nhất, những người ở đó cũng đã từng đối đãi với anh như người nhà. Và kể cả khi đã rời khỏi đội bóng đó, Zlatan, như cái cách mà người hâm mộ cũng như bản thân anh vẫn hay gọi mình, sẽ không bao giờ nói xấu đồng đội cũ, thậm chí còn cho rằng người đó xứng đáng được ca ngợi nhiều hơn. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài năm sau khi rời khỏi Man United, Zlatan Ibrahimovic đã chia sẻ rằng Wayne Rooney chính là người gánh tất cả hàng tiền đạo. Thế nhưng, Cristiano Ronaldo mới là người hưởng vinh quang vì cậu ấy là người ghi nhiều bàn hơn. Rooney là người đồng đội hoàn hảo mà ai cũng muốn thi đấu cùng. Một lời nhận xét rất khác với cách mà Cristiano Ronaldo nói về người đồng đội cũ. Anh thậm chí còn cho rằng Wayne Rooney đang ghen tị với vẻ bề ngoài của mình và chưa bao giờ coi cựu tiền đạo này là bạn. Giờ đây, Cristiano Ronaldo vẫn được xem là tấm gương của sự cố gắng và tinh thần cầu tiến, đặc biệt là trong giới cầu thủ. Tuy nhiên, việc anh sắp sửa chuyển đến Al Nassr, một câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út, có lẽ cầu thủ người Bồ Đào Nha đã phải chấp nhận sự thật rằng thời của anh đã kết thúc. Nhưng như đã nói ở trên, việc CR7 phải chuyển đến vùng Trung Đông không đơn thuần xuất phát từ những vấn đề chuyên môn, mà còn tới từ cách anh đối xử với đội bóng cũ, nhất là ở thời điểm họ cần một thủ lĩnh trên sân. Một minh chứng cho thấy Cristiano Ronaldo, dù là một chân sút vĩ đại, vẫn khó có thể đạt đến cái tầm của Lionel Messi, người sẵn sàng nhường lại sân khấu cho các cầu thủ trẻ hơn của Barcelona, đồng thời tự nguyện giảm nhẹ gánh nặng lương thưởng trong bản hợp đồng dự định ký kết với câu lạc bộ cũ ở mùa hè năm ngoái. Ngay cả với Zlatan Ibrahimovic, một kẻ du mục đích thực của làng bóng đá, CR7 đơn giản cũng không thể so sánh về lòng trung thành.